rút kinh nghiệm. Hôm qua mắc cười lắm. Buổi sáng là mình ăn sáng như bình thường, không có lại việc phải chạy chương trình trên sân khấu với lại chuẩn bị cho đêm diễn á, nên là mọi người không có thời gian ăn. Xong có người nhịn đói nguyên từ buổi sáng tới lúc mà 5 giờ chiều thì ăn được một hộp salad nhỏ nhỏ vậy nè. Thôi mà diễn tới tối 11 giờ trong đói xỉu. Hôm sáng nay mình quyết định là mình ăn một dĩa đồ ăn sáng to đùng. Rút kinh nghiệm hôm qua, hôm nay cứ ăn cho nhiều riệt nhiều rồi tính. Hồi nãy chị thèm bún bò không? Thèm đồ ăn Việt Nam nhiều lắm rồi đó. Mà hồi nãy đi phỏng vấn mọi người hỏi là có thèm đồ ăn Việt Nam, sao mình kêu là thèm chứ sao cũng thèm. Nhớ chứ. Hello. Good morning. Bây giờ thèm đủ thứ đồ ở Việt Nam. Nhưng mà dù cho ở bên này á, mình ăn đồ ăn, mình gọi đồ ăn Việt Nam mình ăn thì cái vị nó cũng không giống như là cái vị ở Việt Nam của mình á. Xong bữa nay đi ăn cầm theo cái gì biết không mọi người? Cầm theo cái hũ muối tôm á. Như bình thường ăn á thì sẽ rắc muối tiêu, hoặc rắc tiêu. Xong bây giờ mình nhớ mùi Việt Nam á, cái mình rắc muối tôm thêm. Thì nhớ mùi Việt Nam. Phỏng vấn sau đêm, sau đêm hôm qua đó, em, tức là hôm nay thì họ chọn Miss Universe, họ chọn ra mười mấy người á để phỏng vấn cho các kênh social, các kênh báo chí truyền thông của họ đó, về kiểu đêm diễn hôm qua như thế nào, bạn cảm thấy như thế nào, rồi bạn thích phần nào nhất, hoặc là rồi mọi người hỏi về bộ chiếu Cà Mau. Hình như là không mọi người ơi, chỉ có một sân khấu thôi. Tại vì mình người ta set up được các thứ hết rồi. Và cho nghĩ là sân khấu đó là điều kiện gọi là tối ưu nhất ở đây rồi. Của New Orleans rồi. Thực ra là các sân khấu thì nhỏ nhưng mà các hội trường thì nhìn rộng lắm. Tại hôm qua lúc mà tụi Châu lên tập chương trình đó thì thấy hội trường nhiều, rất là nhiều chỗ ngồi, người bị ghế rất là nhiều luôn. Xong rồi hôm nay sẽ đi tập đồng diễn chung kết, tập cho đồng diễn, không biết là mình sẽ được nhảy bài gì. Chờ ở bên Việt Nam là 10 giờ đêm rồi đúng không ta? Hôm nay mắc cười lắm mọi người. Có là hôm qua về nhà mệt quá. Cái là sáng nay á, bà nào dậy cũng dậy trễ, xong rồi đến giờ đi ăn sáng, đến giờ đi phỏng vấn á, make up không kịp. Suốt đây bà nào cũng ngồi dặm má hồng dặm phấn. Buồn cười lắm. Hồi nãy cho đi phỏng vấn cũng vậy, chưa kịp dán lông mi, không có phải kêu là xong cái phải đi xuống chỗ phỏng vấn, xong rồi đợi một xíu là đợi đông, trong lúc chờ xếp hàng của mình á, đến lượt mình á, gắn hai cặp lông nheo vô. Không kịp gắn lông nheo lên phỏng. Thôi mình tưởng đó là có một mình dạy trẻ thôi. Nhưng mà không, mình đi ra một chỗ phỏng vấn mình thấy bà nào cũng đang ngồi dán lông mi. Bà đi kem mắt, bà dán lông mi.
phỏng vấn gì, à, phỏng vấn sau đêm diễn bán kết đấy em, tại vì họ sẽ chọn ra một số thí sinh để mà phỏng vấn cho thứ nhất là social, thứ hai là các kênh báo chí truyền thông á, để hỏi về đêm qua bạn thấy như thế nào, hoặc là bạn bạn thích phần nào nhất, rồi âm nhạc như thế nào ra sao, bla 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 kiểu vậy. Xong rồi họ hỏi về bộ national costume họ thấy đẹp, các mình chia sẻ một chút xíu. Đó. Chị nghĩ là không đổi đâu, nó cùng sân khấu á, tại vì ở đó là điều kiện, nghĩ là điều kiện tối ưu nhất ở đây rồi. Không phải, cái này không phải cơm, cái này là trứng đó mọi người, lòng trắng trứng với lại lòng đỏ trứng với lại tôm với lại hành tây. Hồi nãy có mấy có trái có dưa lưới nữa mà ăn hết dưa lưới với dứa. Ở bên này không có cơm, mấy bữa đầu ăn có cơm á, ngày nào ăn có cơm thì khoái lắm, nhưng bây giờ hết cơm. Mọi người tâm lý giữ vóc dáng cho thí sinh để không cho ăn cơm, để không được ăn nhiều. Lúc chị Hô Việt Nam em cứ sợ chị Hô lộn tên nên ế chị cũng vậy nha, mắc cười lắm. Mấy lúc mà đứng trong hội trường á giỡn với mọi người á, không dám hô tên, không có mình nghĩ trong đầu là trời trời lỡ mà mình hô lộn tên đến không biết làm sao luôn. Cho đang ngồi chung bàn với lại Czech Republic và cho coi. Hello girl, can you say hello? Good morning. Hello. And can you say hello? Yeah, thank you. Yeah. Can you say hello? Yeah, thank you. Yeah. Can you say hello? Yeah, thank you. Yeah. À, lúc nãy đi phỏng vấn xong thì mình đi xuống chỗ này ngồi với lại Czech Republic và Slovakia. Chị cũng không có chung kết với nào, nhưng mà nhanh không có tin của bạn yêu Grace xinh nha, bạn đẹp, bộ đẹp. Mà hôm qua National Costume đẹp dã man, chị thấy ai cũng đẹp á. Mọi người đều gọi đi rồi. Tới giờ tập trung đi tập nhảy tiếp rồi mọi người. Good morning Jimmy, did you sleep well yesterday? Chị đang suy nghĩ, tại vì bây giờ những thời khắc quan trọng nên cần đưa ra những quyết định chính xác. Bây giờ mình đang suy nghĩ. Thầy kìa, thầy đâu? Sao chị thấy có mỗi Jimmy, sao chị không thấy thầy Carlotta? Yes. Bây giờ phải đi tập trung để đi đến chỗ tập. Mình nhớ cà phê Việt Nam dã man luôn. Sáng lại pha cà phê mang đi, nhưng mà bây giờ mình nhớ kiểu cái vị cà phê truyền thống ở Việt Nam. Có mang cà phê đi Gunam theo uống nhưng bây giờ đã hết rồi. Hello Amanda. A double life. Amanda here. Triple life. You're live, Gabby. Hello Carla. Good morning, Carla.
đó hôm bữa bạn nào hỏi chị là sao không thấy chụp hình với Amanda hay là gì, trời ơi trời, tôi với bà lúc nào cũng đi chung với nhau hết á, toàn là hai bà cuối cùng, hai bà lúc nào cũng ôm nhau đi cuối cùng. Hi Anna, can you say hello? Hello. There's Anna Tiger here. Yeah. Kêu Anna hôn chị, Anna hôn mọi người rồi đó. Ở dễ thương. Bird five. Nè, bây giờ là đi ăn sáng xong rồi từ đây mình sẽ dời qua bên di chuyển qua bên chỗ tập sân khấu, tập chương trình để tập. Quậy được nước. Vậy bà nào cũng xin trời, bà nào cũng là hoa hậu của ta mà không xin sao được. Chị có chụp với chị Beru không? Có đầy mà. Ờ, chị chụp với chị Beru hoài mà. Hôm qua bà mặc cái đầm đỏ với cái giày đỏ. Nè mới hỏi nè. Hello, hello. Hi baby. Can you say hello with them? Hi, how are you guys? Just ask you about Miss Beru. Where are you? How are you guys? Hi, yeah, they love you so much. Sending you love to all of you. Thank you. Đó đi, chưa hỏi bà nào là bà đó xuất hiện liền. But five here, right? Yeah. Good morning. How are you? Hi. Do you want to say hi? Hello. Hello. Good morning. Trinidad and Tobago. Yes. Yes. Mama cười lắm. Good morning. Good morning. Thôi bây giờ chấm xếp hàng nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Mà rảnh thì lại live tiếp. Bye.